Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Quý vị thân mến, số ca tử vong vì COVID-19 tăng cao khi làn sóng COVID-19 trỗi dậy đã gây áp lực lớn lên ngành dịch vụ tang lễ ở Singapore, buộc họ phải thay đổi nghi thức tổ chức tang lễ truyền thống để xử lý lượng thi thể tăng lên. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, nhân viên nhà tang lễ Denis Pedroro có 24 năm kinh nghiệm làm nghi bảo quản thi thể người đã khuất. Tuy nhiên, ông chưa từng ngờ rằng một đại dịch có thể làm thay đổi các nghi lễ tổ chức lễ tang lâu đời ở Singapore. Mặc dù số người chết vì COVID-19 ở Singapore vẫn ở mức thấp nhất thế giới, nhưng số ca nhiễm và tử vong trong tháng 10 đã đột ngột tăng mạnh sau khi nước này ghi nhận các ổ dịch liên quan đến quán karaoke và cảng cá. Kể từ khi phát hiện ca nhiễm virus đầu tiên vào ngày 23 tháng 1 năm ngoái, Singapore chỉ ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì COVID-19 trong 14 tháng sau đó. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm do biến thể Delta gây ra đã làm bùng phát số ca mắc bệnh, số ca tử vong cũng tăng nhanh, với 391 người chết trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 1 tháng 11 năm nay. Theo Bộ Y tế Singapore, tính đến ngày 30 tháng 11, nước này đã ghi nhận trên 263.000 ca nhiễm và 710 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Khi các nhà tang lễ phải chật vật với số ca tử vong tăng cao, ông Pedro đã phải chuyển sang sử dụng trang phục bảo hộ cá nhân để vận chuyển bệnh nhân COVID-19 đã qua đời từ bệnh viện đến lò hỏa táng một cách an toàn. Ông Pedro làm việc tại Singapore Cascade, một trong những nhà tang lễ lớn nhất của nước này. Người quản lý Jeffrey Lee cho biết, trước khi dịch bệnh bùng phát vào đầu năm 2020, nhà tang lễ đã xử lý khoảng 140 đến 150 ca tử vong một tháng. Nhưng đến tháng 10 năm nay, họ phải xử lý gần 200 thi thể trên một tháng. Khi dịch bệnh lây lan nghiêm trọng, Singapore không cho phép các nhà tang lễ bảo quản thi thể của bệnh nhân COVID-19. Vì vậy, các nhân viên ở đây phải bọc kín thi thể trong hai lớp ni lông và khử trùng để đề phòng lây nhiễm. Khi nhận thi thể, các nhân viên nhà tang lễ cũng không được nhìn hay trực tiếp chạm vào thi thể. Sau khi khử trùng, thi thể sẽ được đặt bên trong quan tài, sau đó được niêm phong kín bằng silicone để tránh phát tán mầm bệnh trên xe tang dùng để vận chuyển thi thể từ bệnh viện đến nhà tang lễ. Nếu muốn mở quan tài, các thành viên trong gia đình phải xác minh danh tính của người đã khuất thông qua thẻ tên gắn trên đó. Chỉ những nhân viên đóng quan tài của nhà tang lễ mới được phép mở những quan tài này. Song, do những nguy cơ của dịch COVID-19, một số xác chết đã bị bỏ rơi và các nghi thức tang lễ được rút gọn nhất có thể. Các gia đình ủy quyền cho chúng tôi nhận thi thể mà không cần sự hiện diện của họ. Thậm chí trong nghi lễ tiễn đưa, nghi thức cuối cùng tại nhà tang lễ, người thân của nạn nhân cũng không có mặt ở đó, quản lý Lee nói thêm. Ông Pedro Zer cho biết, một số người sợ lấy COVID-19 và yêu cầu hỏa táng thi thể ngay lập tức mà không cần nhìn mặt người thân của họ lần cuối. Nhà tang lễ sẽ thực hiện các dịch vụ tang lễ miễn phí cho bệnh nhân COVID-19. Hầu hết, những thi thể này sẽ được hỏa táng sau 3 ngày sau đó. Khi nhiều gia đình không thể dự đám tang của một số nạn nhân COVID-19, một số nhà sư sẽ phát nguyện thực hiện các nghi thức cầu siêu cho người đã khuất. Xi Minh Quyên, một nhà sư Phật giáo, đã tình nguyện thực hiện các nghi lễ cho người quá cố ngay cả trước khi xuất gia. Điều đó đã dạy tôi sống với lòng biết ơn và trả ơn cho thế giới bằng cách giúp đỡ những người gặp khó khăn, đặc biệt là những người kém may mắn, người nghèo và những người không có gia đình. Sư Thầy Xi, một nhà sư đã tu hành hơn 30 năm chia sẻ. Trong khi thông thường, hầu hết các đám tang đều có nhạc lễ và các thành viên trong gia đình đọc điếu văn, nhưng không ai đến dự đám tang của một bệnh nhân 87 tuổi COVID-19 vào ngày 30 tháng 10, ngoài sư thầy Xi và hai nhân viên nhà tang lễ. Các hướng dẫn phòng dịch của chính phủ chỉ cho phép tối đa 30 người tập trung tại nơi tiến hành nghi lễ, chôn cất hoặc hỏa táng. Sau khi hoàn tất các nghi lễ cuối cùng, nhân viên nhà tang lễ sẽ mặc thiết bị bảo hộ cá nhân để đưa quan tài vào lò hỏa táng. Quá trình hỏa táng kéo dài khoảng từ 4 đến 5 giờ. Cơ quan môi trường quốc gia cho biết, ngoài hỏa táng, Singapore cũng cho phép chôn cất nạn nhân COVID-19 vì những lý do tôn giáo đặc biệt. Vào năm 2020, 82% trong số 22.000 người chết ở Singapore đã được hỏa táng, trong khi chỉ có 18% được chôn cất. Những số liệu này vẫn ổn định trong suốt một thập niên qua. Tại khu vực châu Á, các nghi lễ tổ chức đám tang cũng đa phần thay đổi do COVID-19 và được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau ở từng địa phương. Tại Philippines, chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ đảm bảo thi thể người chết do COVID-19 hoặc nghi nhiễm phải được hỏa táng hoặc chôn cất nạn nhân trong vòng 12 giờ sau khi qua đời. Các nhà tang lễ và nhà hỏa táng có thể bị tước giấy phép hoạt động nếu từ chối tiếp nhận thi thể. Phong tục mai táng ở Ấn Độ được tiến hành theo những nghi lễ của đạo Hindu, đạo Jain và đạo Hồi. Theo đó, người qua đời vì COVID-19 phải được hỏa táng hoặc chôn cất trong vòng 24 giờ.
Nhưng ở Indonesia, nơi phần lớn người dân theo đạo Hồi giáo, rất ít gia đình lựa chọn hỏa táng cho người thân của họ. Ở Bogor, đã có nhiều người tình nguyện làm công việc chôn cất người đã khuất vì COVID-19. Đôi khi họ không mặc đồ bảo hộ. Các tình nguyện viên ở Malaysia cũng hỗ trợ đất nước giải quyết áp lực số ca tử vong tăng cao. Nhiều nhân viên đã tình nguyện vận chuyển thi thể người qua đời vì COVID-19 đến nghĩa trang để chôn cất, một công việc có rủi ro lây nhiễm cao. Singapore đã quyết định thắt chặt các biện pháp kiểm soát đường biên, tăng cường xét nghiệm PCR và dừng kế hoạch nới lỏng hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội để có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Lực lượng Liên bộ đặc trách COVID-19 tại cuộc họp báo chiều 30 tháng 11 cho biết, dù tới nay Singapore chưa có ca nào nhiễm biến thể Omicron, nhưng nước này cần triển khai các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu nguy cơ biến thể xâm nhập. Từ ngày 3 tháng 12, các biện pháp kiểm soát mới đối với người nhập cảnh sẽ được kích hoạt. Theo đó, tất cả những người nhập cảnh qua làn đi lại cho người đã tiêm đủ vaccine sẽ phải xét nghiệm nhanh ART tại các trung tâm xét nghiệm vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 sau khi có mặt tại Singapore. Trước đó, những người này chỉ phải xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh. Bên cạnh đó, tất cả những người nhập cảnh hoặc quá cảnh tại Singapore bằng đường hàng không đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính, có thể xét nghiệm PCR hoặc AIT trong vòng 2 ngày trước khi lên chuyến bay tới Singapore. Quy định này áp dụng cả với du khách từ Trung Quốc đại lục cũng như Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Trung Quốc. Vốn trước đó chỉ phải xét nghiệm PCR một lần khi nhập cảnh vào Singapore. Những du khách nhập cảnh vào Singapore không sử dụng làn VTL sẽ phải thực hiện xét nghiệm PCR. Trước đó, họ không phải xét nghiệm khi nhập cảnh mà xét nghiệm PCR vào ngày kết thúc cách ly. Ngoài ra, Singapore sẽ thông báo xét nghiệm đối với toàn bộ những người đã nhập cảnh vào nước này từ ngày 12 đến ngày 27 tháng 11 và có lịch sử đi lại trước đó tới các khu vực nước bị ảnh hưởng của biến thể Omicron. Singapore cũng sẽ triển khai xét nghiệm PCR định kỳ hàng tuần bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 cho lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay và khu vực đường biên giới, thay vì xét nghiệm nhanh ART như hiện nay. MTF cho biết việc xét nghiệm PCR sẽ giúp kịp thời phát hiện ra những người có thể nhiễm biến thể Omicron. Trong trường hợp phát hiện người nhiễm hoặc nghi nhiễm biến thể Omicron, họ sẽ không được phép cách ly tại nhà như trước đây, thay vào đó được đưa tới Trung tâm Dịch bệnh Truyền nhiễm Quốc gia để cách ly riêng và điều trị. Những người tiếp xúc gần cũng sẽ phải cách ly và điều trị tại các trung tâm chỉ định. Quý vị thân mến, đánh giá về hiệu quả của các loại vaccine hiện nay đối với biến thể Omicron, lãnh đạo Bộ Y tế Singapore nhận định các dữ liệu ban đầu cho thấy các vaccine hiện tại vẫn hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nhân chuyển nặng hoặc tử vong. Tuy nhiên cần phải có thêm các nghiên cứu để có thể hiểu được mức độ ảnh hưởng thực sự của biến thể này đối với các biện pháp đối phó hiện đại, kể cả vaccine và phác đồ điều trị. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.